Thôi anh chào bà các cụ. Vâng, chào cụ ạ. Anh chào bà nữ rồi. Bà nữ. Con ạ. Mẹ ơi. Tiến ơi. Đâu coi mấy chồng rồi mày về đi chung mẹ ạ. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đây ạ. Đây ạ. Sống đâu ý là mẹ ạ. Vâng, ngồi đó đéo đâu bây giờ đi tổng tổng bà ạ. Thế là Tiến đâu? Con ở nhà. Cái con kia mày về. Người trên xe kia mày về làm gì? Con... Anh ơi mày đi gì? Con dâu của con ạ. Dâu làm gì? Biết. Dâu làm bà làm bẩm như chó xương nhỉ. Nam ơi, dạ. Thế ông kia có khỏe không? Ông nói chồng nó đi. Nó đi lên nó bảo là các cụ già nhà mẹ không khôn. Con này mà người ta không ngoan ta chui vào làm hàng đấy. Mình không khôn mày đứng ngay lên cho con nhà mày cho tao. Mẹ bố nó lại điện nó bảo các cụ không khôn. Mẹ bố nó còn mấy cháu. Mẹ cháu đâu cùng thế. Báo cụ là ấy không khôn. Ê làm việc công việc thế nào? Lần này đâu ốm chưa? Con đâu ốm rồi nhưng mà công việc thì về không. Cảm biết là con làm nhiều nhiều ạ. Đi ở với nó mấy chục năm trời theo cái chồng đi làm gì? Ôi con đi nó là con bảo con đâu ạ. Mày cứ gọi nó là thằng thì ta quanh năm thì nó chẳng không quan tâm. Nó còn đi gái nữa ấy. Đưa thằng Sơn đây. Sơn ơi. Thế à, thế nhà thế thằng Tiến đi đâu mà lâu cũng không thấy. Thế mà mẹ mày gọi bố mày bằng nó đấy. Con chả biết nó làm cái gì đâu. Đây, thế con Bông đâu? Ừ, mai kia tao cho mày vợ chồng mày ấy. Con Nga để thêm đứng gái nữa. Úi giời ôi nè, thế nào? Bông vào thì phải bấm. Bông vào thì phải bắt. Ôi cứ do vợ chồng mày thì hả? Cứ đậu bốn con vịt chờ. Úi giời ôi mẹ trời, thế nào? Bông với vàng. Ông mẹ mày, ông mà tôi khăm cho bốn con vịt chờ thì chỉ có thay mắt. Ê, dám hết bảo cụ ấy, chặn mấy cả người ta không ngoan. Cụ nhà mình chả không ngoan tí nào. Thế nào là không ngoan? Ông mẹ con cái cháu cắt bây giờ. Các cụ chết rồi các cụ trả về cát bụi. Ê già đê đê khôn với bà ngoan. Ông mẹ khôn ngoan hay không mà đê. Ê cụ phụ hộ cho. Ê mà khôn ngoan hay không mà đê. Vợ chồng đi mua đấu đất để méo cho xe. Ừ người ta đấu đất vuông đây đấu đất cho méo cho xe rồi. Ờ thì cụ quay đậu cho rồi nào buôn đất buôn đai. Đồng ra đồng vào. Rồi nào đây cứ buôn đi bảnh đất làm lỗ bảnh đất đấy. Đó là chồng mày biết biết tay. Thế còn đây về nhà về cửa ấy bao giờ mày đi hát tiếp. Bây giờ về nhà về cửa thế sao tự nhiên vợ mày bây giờ tao thấy nó không khỏe nữa. Bây giờ đây tao thấy bây giờ con cái này ta chỉ đẻo 25, 35 là người ta chẳng rồi. Thế mà đến bây giờ 4 năm rồi mà cũng không thấy gì. Thì theo như cụ mới tốt nhất là thay mái. Ừ. Thay cho con Nga chị mẹ nó đi. Nó mẹ bố nói giờ đây về nhà về cửa người ta. Thì hả cái người ta phải sửa ngay. Hay là gì cứ kiếm với tạc kem. Kiếm với tạc kem thế bây giờ cuối cùng là bây giờ đây nó có đẻ được đâu. Tiến mới khen. Vương ở đâu? Cái loại này nhà tôi cho về nơi sản xuất. Đéo đẻ được. Người ta đẻ ta phải tròn tròn đâu tròn. Đẻ đéo ấy nhà bên về nhà về cửa thì quát ra. Ê bà đây đây ông nào sinh nhật làm gì mà ông ấy cụ về thì mấy, mấy cháu sinh nhật. Thằng ốc, cái con Hương đâu? Hương nó về 14. Thế này đón về
trên đi đâu nhỉ? Ở đây để đón cháu về trên đây cũng bà còn cho cháu được phục vụ hậu cho à, còn nhớ chưa? Đây còn đây còn là bông thì là phục vụ hậu cho hai em trong lớn về đây để đây anh em chị em trong nhà tôi vẫn khởi. Đây còn đây về đây về nhà về cửa thì tôi đi làm đây vợ chồng cố gắng mà để cho cụ hiểu ít đi nữa, chứ làm đây chả để ai lấy được cái này chết. Thế bán hàng bán họ là về đấy đấy à? Theo như các cụ ấy bán được thì bán, không bán được thì tặng bà con, mỗi bà con một cái quê đi máy. Mày cứ tặng mày ai cả đấy, không ai mất tiền, ai tặng đấy. Ê chứ là ê bê, chứ là ê bê, ê bác ta chứ là làm cái gì cũng ế. Mà con nhà mày bây giờ đây nó cháu nó lớn rồi, là bây giờ cái con bông nó lớn rồi thì cố gắng làm sao mà đẻ đấy đủ nhiều đủ ít đi đưa nữa. Mày ăn bây giờ con trai lớn cưỡng tuần cưỡng rồi hay là thịt bố này rồi? Tao sợ thịt mày ăn rồi, tao tính rồi. Thế bây giờ năm nay không bán được điều hòa nó mày quạt kia à? Ô, thế thế à? Thế mẹ nó có lấy mẹ mà dùng thì dùng. Tao thấy điều hòa cũng ấy đồ đi sử điện lạnh có vợ chồng nó bán. Tao thấy năm nay ấy không có lấy con thu hoạch được nhiều, mọi năm thì thu hoạch nhiều lắm. Nhưng mà năm nay tao thấy ấy sao không bán được, cái này khổ thế. Thế nên là tao cứ phục hộ cho từ già đến cuối đời thì là ê, yên tâm. Tao sẽ cho là bán ấy từ già đến cuối đời mà không ai tao mua cái điều hòa nào. Thì ai bảo mày quay cháu cụ nào thôi? Hả? Chắc cái con mẹ mẹ mày qua quay cháu cụ nào thôi thôi. Hả? Chê cái má mẹ mày. Thế con Thiên Lê Hương mà về thế hôm nay con đi cũng chơi à? Nhưng mà không được quay đó là thối đâu. Tao thấy ở nhà toàn gọi thối thôi. Ai cũng gọi nó là thối. Mà chúng mày đặt con mày tên là Thiên Bê ấy Hương mà tao cũng không có thích đâu. Con mẹ bố chúng mày ấy giờ đi về nhà về cửa ấy giờ đặt con là cháu cứ đặt cho con cháu ấy giờ đi đặt cho nó là đây đã là Thiên này còn Hương. Thế ai đặt cho nó cái tên kêu thế? Ê Hương ơi! Ừ, về từ nay giả đi bố mẹ con gọi bằng thối thì con cứ bảo nè, càng gọi thối thì đền tử thiện nặng của bố mẹ từ giờ đến cuối đời không bán được một cái gì hết nhá! Ê đúng rồi, cứ gọi bố mẹ chết với cô. Ừ, thế chịu có học vào, thế có thiết kế em không? Ừ, rồi cụ sẽ cho bố mẹ mày chạy chữa để hắn ra con quỳ trời. Cho nó hai quỳ cho nó chạy chữa. Hả? Ừ, con em cụ sẽ cho con quỳ trời. Còn nếu không thì ấy cho bố cho đánh giận cũng ra quỳ trời. Tại vì cụ biết cái thằng bố con mẹ mày này này hôm đi ăn nhà hàng, mở cái nhà, bà nội ấy cũng được đi chơi. Xong là ăn bè bè, ăn tôm, ăn cua, ăn kẹ. Nếu mời cụ đi, thế là đi là bỏ thịt mày nhà mày. Ông lấy bà cụ kẹo bước này này. Thế là nhớ mày ăn đây là mời cụ đi. Mời bán nhà ăn nhà hàng không? Thế nha, ăn bè bè, ăn tôm, ăn lẩu. Rồi là ăn mấy hải sản. Xong là về nhà về cửa kẹo cua, rồi tôm. Mày ăn tham thế mà hôm ấy phụ tức quá thế là cụ bảo à mày ăn hả, cả nhà mày ăn mày mời cả nhà mày đi chơi cũng không được chơi hả, ông vất vả bán hàng nó nói chúng mày đi ăn nè. Thế là đây ô ví là về từ ra cái cụ kẹo cho đéo để ăn được. Ừ chết chưa? Chết chưa, đéo có cháu đi vô chết chưa. Đấy.
biết đi. Ôi, tôi chả ăn nữa, tôi đã cũng nghỉ á. Ở đây về nhà về cửa ăn thăm. Xong bà hay còn đây, ngon đấy con ạ, ngon. Ăn ăn đây, một mình chơi hát quán. Ăn thăm. Đây đây là ăn cây, ăn cái cua. Là con tôm ăn đầy đầy. Mở mồm đi các cụ bà, con đi. Hãy con đi ăn xong về ông cho con hàng cho. Còn không đéo con đẻ, sơ đi chưa. Ê này, chết chưa, úi giời ơi, đại lý chưa? Úi giời ơi, đại lý, bất động sản thì ế à? Đại lý thì ế, không bán được à? Mày cứ thấy điều hòa nó nằm tivi, tủ lạnh, cũ ngủ, cũ đái vào, đặt điều đó không có. Ơ, cụ kì gì? Bà còn cứ cho người ta đổ liên tục đi chứ. Ờ, bà quên đến đâu? Ngày mai bà vợ chồng ăn tháng. Người ta bảo ăn tháng chung nếp ăn kép không ngon. Ăn con chuột chù ăn mu lần hấu. Ăn này ông má trận mắt lên ăn. Xong bắt đầu là cứ đi cúng lan nhanh. Xong đầu ê cứ mệt thầy cúng ê cúng lan nhanh. Thế xong nào ê cứ thả chó. Đấy, xem. Dạo này còn đi, vợ bảo cái chỗ Phú Lương đây, mày biết Phú Lương không? Phú Lương đây, xã đây, phần đây, vẽ đây. Báo xe lên đặt của họ cho không bao giờ bán được hàng. Có được không con? Nam ơi. Mà mày đi để dần đi con sổ ông bốt ạ. Con làm xuống đây cho tôi ăn cua không? Thế nên là thôi về nhà về cửa ta định tính thế này. Mày có biết cái dân Vĩnh Phúc không? Ai dân thành phố Vĩnh Phúc ấy. Ừ, thế ta định tính là mấy hôm nữa ta cho đi. Đây nó để nơi sản xuất Vĩnh Phúc. Thế ai không? Ừ đúng rồi, con Nguyễn Thị Lan đấy. Lan tiên đấy. Ờ, Vĩnh Nhiên Vĩnh Phúc đây. Bây giờ hiện tại người đang ở tại đây, tổng dân phố đây. Ê, Lãm 2 đây. Lần này đây, thị trấn đây. Ê, gọi nhà đa phố, ê, Đu Phú đây. Phú Lương đây, Thái Nguyên đây. Cụ đợt này, cụ đậu cho thì ê, nhà này cả nhà cũng hết. Chết chưa, ăn tham đi. Ăn tham đi, ăn tham đi, chó đi. Ăn tham đi, ăn nhà đi. Ăn không có gì hả chưa? Chịp đá mày đi. Sao bây giờ đây bao nhiêu năm nay ấy kịp để à? Ờ, xong thì chưa lên, chưa xuống, chưa lên. Xong đi ấy làm thủ tục lọ, thủ tục kia. Mà bây giờ đây chưa thấy mất máy. Thì không thấy mất máy. Đi là bác chi người ta bảo cái không thành công đâu. Đây đây là đây về đây là về đặt này tặng một cái mã các cụ đi thuận buồn xuôi gió á về đẹp các cụ cho nó được tươi tốt được lắm như hoa mà ba là phấn sau này đây về hai vợ chồng mày đi lau mực buồn nát chồng ai ngon tươi phần ăn thì đây vợ chồng mày đi nhanh chồng con mà không vợ chồng mày đâu có con lắm mà không nên cả đời vợ chồng mày chỉ có một đứa con thôi mà vợ chồng mày đời có một đứa con thì chán bỏ bố. Hiểu chưa? Thế cháu tao làm buôn bán được thì nó không có con muốn đứa cái thì hiểu gì trước sau nó phải sạch không có con thì nó phải đi chỗ khác chứ chả nhẽ cái xấu cô đạo cả nó cũng nghe tặc thế nó phải tặc lưỡi các cụ bảo bây giờ nhiều tiền nó phải tặc lưỡi thế thôi tao đi về đây thằng Hà tao lo cho không sợ thì thằng Hà thằng ấy thì Hà tao lo thằng Sơn tao lo các con các cái thì tao vẫn lo cả nhưng mà mày phải gọi con tao bằng anh nhưng mày không gọi con tao bằng thằng được bây giờ đây có con có cháu rồi mình tôn trọng chồng có thông gia thông giáo rồi mình tôn trọng chồng cứ gọi con tao là thằng là tao cũng nhất trí còn con lại nhớ lời bà thì bằng phù về đi mua cua thả bao mua cái thả bao
nó ăn được thì tao mới phù hộ. Thế thôi. Cái đất đai cứ làm đi xong thì tôi đi. Tôi cứ được ăn thì tôi đi. Thế thôi. Đó các cô. Con gái đi. Thế thôi. Tao đi về. Bố mày đây, mẹ miệng mày cứ gọi con tao là thằng, tao cứ dẫn đi đúng chung. Thế thôi. Ai mày không biết hoài không? Thế thôi. Bây giờ đây về thì em cưới rủ nhau đi lên cưới. Bây giờ nói nó thì nó bảo là hỏi nó xem là còn gì nó dối thì để bố gỡ dần cho, nhưng mà nó bảo chả có gì cả. Giờ nó không thích ở với con thì con thôi, thì không thích ở. Bây giờ nó chả hỏi han gì đến con nó, rồi là nó cũng chả hỏi gì đến bố mẹ gì cả. Vâng ạ, thế bây giờ nói, muốn nói chuyện với nó cũng được. Không kể cả con nếu con muốn nói chuyện với vợ nó mà vợ nó cũng không muốn nói chuyện với con. Thế nhưng mà về nhà về cửa con bảo đây nè, ấy do là hai bên từ ban đầu cơ mà. Vâng, các con nói đấy con. Chứ có vậy là bây giờ một mình nó đâu nguyên nhân nè, mấy cũng sai lầm ở các con là các con là lúc đấy là các con thì không đứng dậy cưới cho cháu. Vâng. Đây sai lầm lớn nhất là hết người phụ nữ người ta cũng không muốn là cha chồng mẹ chồng cưới cho dù không có đồng ý thôi. Thì các con cũng nên cưới cho cháu, nhưng lúc đấy là các con cũng ngang bướng, các con cũng không cưới cho cháu. Tự lực tự quyền là tự nó đi đăng ký, tự nó đi cưới. Cũng mời gia đình đến để nói chuyện nhưng mà nó không đến của. Bố mẹ thì nó lại bảo gia đình có không cho xuống. Tất cả con nhà này không cho xuống thì con mới nói nào lên. Để cưới thì phải có hai đứa nó mới thể bố mẹ đen cứ cứ trên nó bảo nó điều khiển. Cũng bảo là người làm thì con không biết làm nào làm, con cứ bảo nó tay chân có chi. Bởi vì nó không phải là người để bảo bố mẹ nhau. Bây giờ nó về nhà về cửa sai là sai lầm từ ấy này đập đây con nhà mày cũng sai đúng rồi. Mà cái thứ hai là lúc đấy là thằng Quý cũng sai, nó lên chỗ ông Quý rồi thì tao thấy bây giờ chúng nó là ông chồng bà chuộc rồi. Mà bây giờ tao lên đây thực ra là bây giờ thì các con các cháu thì vợ chồng nó cũng chưa bao giờ nó về nhà mình, nó ở nhà mình thế. Bởi vì là đây các con không cưới xin cho chúng nó, tự chúng nó đăng ký, tự nó kết hôn và tự nó mang thai. Thế nên là bây giờ bên về có con có cái thì đến bây giờ là chúng nó rứt áo ra đi, mà thằng này làm thì cũng không đưa cho vợ đồng nào. Thế nên là con cái thì giờ đấy cái chuyện nọ sợ chuyện kia thì bây giờ xảy ra là cái mâu thuẫn là bỏ nhau. Mà tao là tao không nói rằng với con à, tao không ép các cháu, tao không bắt các cháu là phải lấy con bé, mà đây là tự cháu là nó quyết định nó lấy. Thế nó lấy thì bây giờ nó đòi là nó đòi bỏ. Mà trong khi đó bây giờ làm thì con biết là bây giờ đây vợ chồng ông chồng bà chuộc xong bây giờ ấy cái bố cãi mẹ, bây giờ nói gì nói ra thì ê bảo bây giờ mở mồm ra là con nó cãi vợ chồng con. Thế nên là bây giờ sai là sai ở vợ chồng con, không dạy được các cháu. Thế nên là cái này thì đã biết tao lên rồi có thăm rồi thì vợ chồng nó thì là ông chồng bà chuộc đang đòi bỏ nhau đấy. Tao lên thăm là tình hình tao xem cô vun vén được để cho đứa chị nó đỡ vất vả, nhưng mà với thằng này là nó cũng găng lắm. Mà con này thì nó cũng bảo nó đeo quan trọng. Thế nên là bây giờ nó đang nghe trên đà bỏ nhau. Thì tao lên thì vợ chồng mày đi tìm tao thì tao lên tao nói thẳng là tao cũng lên cho cháu để tao xem là có dàn xếp được cho các cháu dưỡng là dưỡng đứa trẻ thôi. Chứ còn tao thì tao không quan trọng là bản thân gì, bởi vì trong mắt các cái nó với các cụ này nó không có các cụ trong lòng nó. Bởi vì nó cũng chưa bao giờ nó về nó vái lên cái tổng tiên ông bà mình. Thế nên là cũng chưa bao giờ nó về nó chọn viện một nàng dâu. Thế nên là tôi thì đang nghĩ là khẩu lọ nó chạy lại. Bây giờ nó sinh ra rồi nó là cái đứa ở giữa đó là bây giờ bỏ nhau thì mất bố. Mà nói chung mà ở với nhau thì nó chẳng có bố mẹ chồng, nó chẳng có ông bà chồng ở trong lòng nó đâu. Mà kể cả con nhà con nó cũng hỗn lắm. Chứ không phải là con là con nó không hỗn thì làm sao mà nó bỏ nhà nó đi lên ở với khác. Thế nên là giờ đến về thì tao cũng bảo nói với các cháu nè, không phải là các cụ không muốn vén là cho các cháu, mà muốn vén nhưng mà đây thương là thương đứa trẻ, nhưng còn hai đứa này đều hướng nghe vợ không ra gì, chậm không ra gì, tự về lấy quyển sổ ở nhà mình đi đăng ký. Chứ có vậy là các cụ đưa ấy tự nguyện là vợ chồng mày đưa cho cháu nó đi nó đăng ký đâu. Vâng, nó trộm. Vâng, nó trộm cũng gặp. Thế nên là tao mới này sức. Không giống. Thế nên là điều Quý cũng dặn vợ chồng mày sẽ lại nghĩ này. Thương bé. Bây giờ vô tội, vô sư, vô sách thì con bảo con chỉ nó biết cái gì. Nó có tê, nó biết cái gì đâu. Thế nên là nhiều lúc các cụ bảo là đây vợ chồng con không dạy cháu từ bé, chiều con chiều cái cũng yêu cả cái con bé.
không ra cái hệ thống gì, xong trên nhà nó thì lúc nào thì nó cũng kêu nhà nó ra giáo, với nhà nó là con có học. Thế nên là nhiều lúc các cụ cũng lên nhà người ta nói thì mình lộn ruột. Mà nhà ê đây bây giờ nhà sai nhà mình mời xuống, nếu ai bên ấy thì xuống đây bàn bạc rồi là thăm nhà thăm cửa, nhưng mà người ta thì kêu là nhà mình phải lên nhà người ta trước. Thế đáng nghĩa nhà gái người ta mời thì thôi, thì ê nhà trai người ta mời thì hai bên cùng thỏa thuận. Ê đưa đéo lặng ghê, mày cũng thấy vợ chồng mày cũng găng. Nói thật ai vợ chồng mày cũng găng, bên kia cũng găng. Thành ra là cái chuyện nọ nó có chuyện kia. Đơn ra là bây giờ vợ chồng mày thì không có vẻ nhất trí, vì là nó hỗn náo. Thì là bên này này thì bảo hỗn náo, bên kia thì lại bảo bên này không ra đéo ra gì. Thế là hai bên cùng chiến đấu. Thế là cuối cùng con mày về đột kích ăn trộm của nó. Đấy đi tổ khấu. Để đi ê làm. Bây giờ nó vào khổng nhà mình rồi. Nó vào khổng bố nhà mình rồi. Nó đang đòi bỏ nhau. Tao bỏ thế này thì vợ chồng mày già rồi thì là bây giờ đây. Tao thấy chúng mày là thương còn nói thật là con sâu mày bảo về mà. Bố ơi, hay là ê, bố uống thế nào, bố chân bố còn đỡ đau chưa? Không có đâu. Vâng, bố chào ông cả chào. Chào lắm cả chào rồi. Chào không là do mà sống con. Đấy con trai con đi ê đi. Về đứa trẻ con nó khổ quá, nhà con bảo bây giờ ê, bỏ thì thương mà vương thì tội nhầm mẹ. Trẻ con đi là con bảo giết không giết được. Bố mẹ bỏ nhau thì bây giờ bố bỏ mẹ bỏ. Mà bỏ với nhau thì thằng Quý cũng khổ quá rồi. Tao còn nói với chúng mày thế mà thương đứa trẻ mà ở thì cũng khổ. Nói chung là được cái lọ mất bố cái kia. Thì bây giờ đó có làm dâu nhà mình thì về nó cũng nói thật đấy, bố chồng mà có chết thì nó cười cho bằng vỡ làm hồng. Đéo là hỏi mà mẹ chồng có quay nó về nó nhắc thằng xưa. Thế là chán lắm. Thế còn con hàng thế nào? Con ơi con trốn. Con hà thì không phải no để giao biếm cho cái thằng chồng mà nói. Chứ bây giờ nhà mình đã có thằng ấy quý như thế rồi. Con hà này mà lấy cả cái gia đình như giống nhà vợ chồng đôi kia thì chết. Thế nên là ấy, tao phải rút kinh nghiệm. Phải kiếm gia đình nhà ai ra nghèo cũng được. Nhưng mà cái đức tính nhà người ta tốt thì mình gả cháu nó vào cho nó phấn khởi. Con Hà thì nó ngoan, nó biết lễ phép hoặc là ấy, nó biết ăn biết nói. Chứ còn cái ông kia thì ấy, yêu cái là quên cả bố cả mẹ ông bà tổ tiên. Đang hỏng giờ đấy con. Tiền bạc thì không bao giờ ấy. Mà mày vẫn phải hỏi ấy, là con làm được bao nhiêu. Mình biết để sau này thì mày ấy bảo với mẹ trả lấy của vợ chồng mày. Giờ vợ chồng mày kẻ hở với nhau không bỏ hay không được quyền vợ chồng mày giờ. Cái đây là do vợ chồng mày quyết định chứ bố mẹ con chúng mày có cho bố mẹ tham gia đâu. Thế nên là con có cái bỏ hay không được quyền chúng mày. Còn bố mẹ theo như bố mẹ thì cũng nên ở với nhau. Còn ấy ở hay không quyền cho con thôi. Còn bố mẹ chỉ biết là nghỉ khuyên thôi. Còn bây giờ bố mẹ có ở với nó cả đời đâu. Chúng ta vợ chồng già có giữ nhau, còn vợ chồng mày thì là hướng thì ở giờ thì phải chịu. Chứ còn bây giờ không phải là bây giờ chúng ta phải gánh chịu cho chúng này, bởi vì bố mẹ khuyên các con không được, nói con không nghe. Trong khi đó là bây giờ đây mới yêu thương, nó gặp bố mẹ nó phải lễ phép về nó chào thì bố mẹ là ai thì làm sao mà được. Thế nên là phải chấp nhận. Con thấy mày đến cho con Hà, tao bảo nó, thế bảo nó dặn nó là đây lấy ai lấy cái người ta hiền này mà quê cũng được, cứ nghèo mới được, nhưng mà cứ tâm tính gia đình người ta tốt còn hơn là gia đình kia kìa. Cứ bảo ra giáo nhưng mà có chào đéo ai được mà ra giáo. Mẹ từ bố tự mẹ nó chả chào đéo ai mà giờ ra giáo. Nó cứ gọi điện nói chúng mày nè, nhà tôi là nhà ra giáo, với nhà tôi là ấy không có cái này không có cái kia, nhưng mà con người ta nhà ra giáo người ta lấy phép à, gặp xà gặp chả người ta về hỏi. Đây bố mẹ đâu gọi đâu cụ. Chỉ có nó gọi cho nên nó nhắn tin thì cũng gọi điện nó chả nghe. Con nghe cụ.
Con lấy chồng một cục đâu. Nào ơi. Nhà bảo này này. Bây giờ đi về nhà về cửa ấy là con gặp ai cũng yêu cũng đang bàn rồi. Bây giờ với ba bố cháu cũng lên bảo rồi thằng Quý bây giờ. Nó tự ký tự quyền. Ê tao Quý cũng bị chán lắm. Thế nên là ấy giờ đi cầu chỉ mong các con các cháu là tôi nghe là cầu người nào. Ê lấy người nào ta hiền này. Lấy cái cậu con à. Cứ lấy phải cái như là vợ thằng Ê à. Quý thì chết con à. Buồn lắm. Bây giờ nên chúng nó đòi bỏ nhau không vừa tao nói luôn bố mẹ cháu nè. Lấy nhau thì đòi lấy bằng được, bỏ nhau thì đòi bỏ bằng được. Thế nên là bây giờ đây bố mẹ cháu già rồi bố cháu bị chân đau. Bây giờ đây nó gọi điện nó hỏi thăm bố một câu cũng chẳng hỏi. Mẹ nào ấy nó gọi điện bảo nó biết tình hình chúng này thế nào nó cũng chẳng thèm tư. Thế nên là thôi con ạ, bây giờ con cứ đây rút kinh nghiệm. Lấy ai thì lấy nhà người ta cái hiền lành tử tế. Chứ đừng nghe cái bảo gia giáo như nhà vợ thằng Quý ấy, toàn gia giáo giảm chứ. Gia giáo cái gì? Gia giáo mà phải chữa trước, gia giáo phải tự cưới. Thế nên là thôi thì con cứ nghe là cụ thì là gặp ai hiền lành tử tế thì là nên khuyên vợ chồng mà cứ gặp bảo con nhá. Rồi chứ còn bố con khổ tâm nha. Giờ đau thì đau chân. Sao mà bây giờ thế khó. Nghĩ thương con thương cái cũng chả biết làm thế nào. Giờ đến cưới chi thì cụ cũng chẳng được ăn bữa cỗ của nó. Nó cũng tự cưới. Nó tự lo. Nó tự về lấy giấy nhà tờ về họ thấy là mình đi nó đăng ký. Chứ các cụ nào cũng được ăn lấy bữa cỗ nào. Thế nên bố mẹ cháu bây giờ thì già. Chân thì đau. Bây giờ thương thì thương đứa trẻ. Ê tôi chứ còn cụ thì cụ cũng chẳng cưới ấy. Bà nói chuyện mình thương nha. Thương đứa trẻ. Xong bây giờ nó cứ cãi bố cháu. Còn lúc bây giờ về cũng thấy buồn. Cứ để cho Quý nó nghe. Còn đây cứ để lên tao đang nói chuyện. Cứ để máy cứ để. Thế nên là về đây thương các cháu chẳng bị giải mà nghe tôi là mong cho các cháu thì nó tự tốt. Còn bây giờ tôi thì ở nhau là phải bảo bố mẹ cháu rồi. Ở ấy không là quyền vợ chồng nó. Bỏ ấy không vợ chồng nó chứ cũng không tham gia. Đặc biệt là cũng không tham gia sâu. Cũng lên thăm nhưng mà con lên chơi. Nên chơi với các cháu nhưng mà cũng không tham gia vào chuyện sâu của vợ chồng nó làm gì ở hết công quyền cũng không tham gia. Nhớ chưa ê Bùi thì ê Nê Ngọc Hà mà răng đây 28 rồi răng năm nghe cho cụ thì là 29 đi dẫn đi chẳng đi con ơi. Ôi trời ơi cháu ơi là cháu năm nay 28 còn sáng năm 29 rồi. Ôi sốt hết gà ruột con ơi. Thế có đúng là cái bon nổ trận nhà cụ. Thế nên là cụ ơi về cụ bảo tôi thì đây con cứ đem đi đây ở là xã Liên Linh đấy. Huyện Thanh Trì, đây thành phố Hà Nội đấy. Bây giờ mày ế chồng cũng sốt ruột quá con nên chồng ơi. Ôi ế ơi nè, ế ơi 28 rồi. Thế ông nào con đi khám bệnh bác sĩ bố nói làm sao không con? Thế mới cái thứ hai để ta tìm cho người nào nó hiền lành tử tế thì đấy 28 tuổi rồi cũng đổ ôi con ơi là con người ta lên năm lên ba người ta đã có tình yêu bây giờ các cháu còn đây thằng bé con đây thì bây giờ đây nếu mà chúng mà ở nhau thì thằng bé nó đủ bố mẹ ăn còn nếu nó bỏ nhau thì cũng mới chịu thôi mà cũng có bắt ép các cháu nó lấy vợ đâu khổ thế đấy đây con bé này nó có hỏi bố cháu đâu. Nó chẳng thương bố thương mẹ gì. Thế nhưng người ta thì chồng ấy bảo vợ nè. Dù thế nào đi chăng nữa giờ có con có cái giờ mình phải thương bố thương mẹ. Ê bảo vợ phải hỏi chả hỏi gì. Và bây giờ đây thằng Quý thì ấy, nó cứ khẳng định là nó đòi bỏ. Nó bỏ hay không thì cũng chỉ tham gia khổ đứa trẻ thôi. Còn bỏ hay không quyền chúng nó thì cũng không tham gia sâu. Còn cháu thì uống thuốc và cho nó khỏe hẳn đi. Còn bố cháu bây giờ mình hút cũng đau lắm. Cứ đau ấy, cứ cái mặt cái mũi vào. Đau xong rồi cũng biết làm thế nào được. Thế nên là thôi thì giờ đây các con các cháu thì cụ chỉ mong các con các cháu là có gia đình ổn định để tao đấy. Sau này đây đời cháu nó vất vả. Còn bố cháu thì bây giờ mẹ cháu thì cũng cứ nói nhiều.
bây giờ thì thằng ấy quý nó lại cãi khổ lắm, bây giờ nói ra dân làng người ta cười cho à. Thế nên là cái tranh đi là cũng vất vả khó. Thế và bây giờ đây phụ cũng muốn là đi giờ đây đây lọ kia cho con cái cho được tươi tốt. Thế dạo này không ấy có trông bố mẹ mấy này thôi, nhưng mà đi họp đây họp đó, họp quốc hội là họp quốc hội kia, nhưng mà đây con cái không bảo được khổ lắm. Thế nên là thôi thì con cứ về con động viên chứ cái con nê thì tranh cũng khổ tâm. Ây đà đây khổ nói con cái mà nhiều khi ấy đà cũng chả khiến các cháu nó biếu lòng nào đâu. Thế nhưng mà nhiều lúc mà bảo nó thì nó lại bảo rằng là đây bố mẹ cần gì tiền của con, nhưng mà hỏi con cái là làm ăn thế nào, bây giờ là đây tiền làm thế nào, hỏi con cái cái tình cảm thôi. Thế nhưng nó lại cứ nói là con làm tiền con chứ bố mẹ cần gì đến tiền. Hỏi con cái trong nhà cái tình cảm mẹ con thì hỏi chứ đâu có phải là lấy tiền của nó mình chi đâu hay mình tiêu đâu, khó lắm. Nhưng mà đây thế muốn là hỏi con cho nó tình cảm cũng là cái câu giao lưu để cho con cái nó gần gần đối với mình. Thế nhưng mà nó lại cứ nghĩ rằng là bố mẹ hỏi như thế là cái tiền bạc của nó khó lắm. Thế còn mẹ cháu cứ đến đây đi làm thôi, về đến nhà mình phải chán. Nếu mấy máu chồng thì đau chân, con cái thì thằng quý thì vợ chồng trục trặc, cháu thì đấy tuổi lớn rồi 28 tuổi đầu rồi không ốm đau chả đâu bỏ đâu cả. Thế nên là cụ bảo tôi thì cố gắng thì cụ ấy đậu cho vâng, cụ đậu cho cháu cho nó mạnh khỏe của thế con nào chặt chậu thì đậu cho ai. Vâng, đậu cho cái Lê Thị Chanh. Ừ, thế còn đây về đất đai thế còn bên đằng ngoại nhà con cái vừa rồi đất đai thế nào mà bên chỗ bác Thảo thế nào rồi là bên chỗ các bác thì là các Thanh bác ấy Thành như thế nào. Thì hôm đấy tao thấy tao cũng thấy con chạy sang bên đấy thì về bên chỗ bác Thảo thì là về bên chỗ bác Thảo đấy, Thảo bác Thể bác Thành rồi là bác ai rồi là đi về nhà về rồi bác Bóng bác Thanh gì đấy. Vâng, rồi Chanh rồi Hạnh rồi Thu. Vâng, rồi là đây bàn bạc về đất mê đai. Ta bảo tôi cái đất nhà ngoại thì ông bà cho nhưng ông bà bây giờ không dứt khoát, bây giờ đang khó. Ông bà cứ nói là ông bà cho mày là 240 mét, 240 mét, nhưng mà chúng ta thì đến nậu chúng ta thì cho chả cho thì thôi, chứ còn là cứ tranh giành thì tôi nhất nhất là chả cần. Sống lên người ta sống cho tình cảm tôi chứ tranh giành cái đất làm gì. Hôm đấy thì ta thấy con học là cho ông Lê Văn Thao làm ít, con nhớ chưa, cho mỗi người một ít. Thôi thì bây giờ lấy chồng ăn cướp nhà mình thôi, còn cái đất bên ngoài đấy thì ông bà các bác cũng cho thì con cũng nên là bảo là thôi thì ê bố mẹ cho thì tôi thì em biết, nhưng mà cũng không nên nói làm gì tranh giành ở đấy rồi cãi nhau đất cái đai mình có ăn có học mình cũng chả cần. Nhà mình có lấy cần 240 mét vuông đất đi làm gì đâu. Họ lấy họ nhà mình ai cần thì đấy, còn ông bà các bác bây giờ người ta cho, người ta quý người ta cho cái kệ này ông bà. Nếu anh em mà nó tranh giành thôi tốt nhất là không nên tham gia sâu. Thế giàu thì cái đất thì là con cái nhà mình chả đâu ở đâu, đất nhà mình cũng chả ấy, tranh làm cái gì. Tao gặp bên phụ ngoại nhà mày tao bảo rồi, tao bảo bên đi rồi, thôi về đây các cụ đã cho rồi cụ cho mấy các con cụ thì là cụ cho các cháu thì tôi cũng biết là các cụ cho, nhưng mà đấy cụ cho con tranh nhà tôi sinh năm 1962, nó về làm dâu nhà tôi thì cụ cho chỗ nào cụ cho. Mày biết Thao không? Ừ, Thao với cả Hồng ấy. Vâng ạ. Gặp rồi. Ta bảo ơi rồi cho bác Thanh. Bác Thanh bác Thế. Rồi mày là thứ ba. Ba. Thế xong rồi bác Thành là đây là thứ tư. Thế Thành là thứ năm. Đọc là thứ sáu. Thôi thứ bảy. Ta bảo là ơi ơi đem cụ cho cháu để tôi xin, nhưng mà tôi không tranh giành. Tao không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau. Bởi vì là thế bây giờ thì ta bảo ơi cãi xuất giá rồi. Chứ không phải là lòng tham, tao tham đâu. Thế các ông, các bà bên đấy thì các cụ cho đất như thế, rồi là ông Thao cũng cho, bà Bồng bày cho 240 mét vuông vẻ đất thì cũng ta đắt. Giá trị như đối với tao thì tao không. Bởi vì tao chỉ cần con cháu tao ngoan.
cứ bảo tao không cần giàu, thì cần là cháu Thảo. Ê, bây giờ về nhà về của con này, nó lấy được chồng thì chồng yêu Thảo, biết đây ăn biết ở, thì là vợ chồng thằng kia để bảo nhau thì làm ăn thì hạ tầng hạ tiện mà ở ấy không quyền chúng nó, mà bỏ ai không quyền chúng nó. Bây giờ các cụ không tham gia vì các cháu nó tự ý tự quyền nó đi đăng ký, chứ nó có hỏi ý kiến các cụ đâu, mà bố mẹ cũng có vậy nè, bảo các cháu đâu. Bây giờ mình cũng có lương có lậu ăn có học, chứ không phải là mình thế là cái loại gọi là vô sư vô sách. Thế nên tao cứ mai tham gia với con là hai vợ chồng con đấy, những ngày xưa con bây giờ già rồi. Tao nghĩ là phải tùy các con, bố mẹ không tham gia sâu. Con bỏ ai không được quyền các con, ở không được quyền các con. Bố mẹ thì biết rằng là bố mẹ thương chúng mày, bây giờ thì hạ chúng mày ra nuôi chúng mày khôn lớn trưởng thành. Đây là đây kè càng đây thì cái đất của bên nhà cụ ngoại cho mẹ 240 mét vuông của ông Thao với bà Bồng, cụ nhà mình còn biết đấy. Chứ ông vậy là không chết đi, ông vậy là nó không biết. Nên là sống là đâu thế thôi, mình có ăn có học, con gái nó thành đạt, nó ngoan, đấy là vũ quả đấy, sướng nhất rồi. Cô ấy thế màu bảo rồi xây dựng lại được không cụ? Được, nhưng mà bát hương nhà con để như thế là không được đâu. Ba cái bát hương là con phải để ra ngoài. Đây một bát, đây một bát, đây một bát, con để như thế như là cái lồi đi tắt nước ấy, cái lồi là gọi là cầu sẵn. Nó không được. Đây là con để thì đây một cái bát hương, nó đây một cái bát hương, trong đây một cái bát hương để này nó không gắn những cái gầu. Nếu cho con lên nhà con con cái nó không làm ăn được để này ba bát ra đây bát này cao nhất ba bát này lên thì là mình làm ăn con cái mình nó không khó, hiểu chị số tư cái số hai nó mà tao không ăn đấy đâu. Mày đừng có mua cái quả Phật thủ các cụ trả phơi mũi nào hai nắng và mũi nào toàn bỏ thôi, các cụ nào bà này nó mua cho các cụ nó để lên cho các cụ ấy cái con đồng đồng là rồi bà thương nhà để nhà các con thả 4 bát 5 bát là không được đâu. Bây giờ nhà mày thả là 4 bát 4 5 bát là không được đâu, phải thả 3 bát thôi. Chúng mày để như thế người ta cười, đây một bát, đây một bát, đây bát, đây bát, đây bát là 5 bát không ra gì. Thế nên là các cháu để cái tâm ta nhà mình con cái ấy, con ấy cháu gái của cụ ấy chồng đến bây giờ 28 chưa có một cái tình bất phai. Còn mày ấy thì là đây thằng ấy quý gì đấy tự nhiên nó lấy mà hoa tư quả cốc, cái cốc mà cháu của đỉnh đầm hết cái cốc đấy là gọi là cốc thờ, tôi để ở bên trong bây giờ cái chỗ đỉnh đầm chứ không phải bày nước ở trước mặt ba bê năm bát hương của cô. Quy làm 3 bát thôi xong để cái hoa quả ngoài này đưa vào đây. Chúng mày cứ để quả mãi đây, quả là phải để đây. Người ta bảo lúc sau này chú ấy ngắm cái ở bản thân. Mày cứ để cho đây lúc cái gì? Mà tao không ăn Phật thủ mới đi chùa đi chuyện này này. Đừng có lấy cái cành tàng, cái nọc ở ngoài đình về chùa về. Hiểu chưa? Mày cứ bê một đống về cho các cụ chúng ta không thích đâu. Mà hoa xem nhà mày đi các cái đồ hoa dự ấy mang sang bên biếu nhà, ê ông tao ông bà tao đây, tao vào bọc mày cứ mang đi hoa dự xã để thắp hương các cụ. Tao không có thích hoa dự xã. Bàn thờ bắt hương bắt khói để cứ mang màu xã để thờ các cụ. Mà bia là sau mua bia thì ê, đổ cái bia đi, nó đéo làm bia hàn lợi mãi. Đổ cái nó gây lạnh khắc đi, đi đi can, bia lọ bia kia. Cho các cụ cứ hàn lợi mãi nhé. Không biết đến bao giờ hết hàn lợi. Sao là cứ đi mua các cái đồ sự giá về làm các cụ. Giá ta cái thể tâm mà làm cơm thì người ta phải lấy cái mâm người ta bày ra. Chỗ tết hết đỡ lành cho bánh trưng chỗ lại cái giò, chỗ kia kia lâu. Chả hiểu cái gì vợ chồng mày sao? Thế nên con cái nó cứ rời rung rẳng mà vợ chồng mày thò lăn bát hương rời rung rẳng mà nước vào xuống miệng nè. Các con phải để dưới này chỗ hai cái bên cạnh thờ các cụ. Chúng mày để nước xuống miệng, chúng mày để tít ở trên cái chỗ hai cái chỗ bộ đỉnh đầm. Hai cái nọ à, con đấy. Thế nên là về nói ra thì bảo các cụ nói khó lắm, đều mất con cụ xong làm cơm canh người ta phải đầy lên bàn thờ, cứ nằm với bàn cụ để ở dưới. Thế nhiều khi các cụ thò tay lông cả cổ, tay lông mà dài mà ăn ở dưới. Người ta phải làm mâm cơm, người ta phải bày lên trên, trong cơm này người ta phải mua
em cơm canh này ta phải mua lấy 56 cái cốc để ta đặt vào cho các cụ. Chúng mày chết chúng mày mua chẳng hai cái cốc, bỏ hai cái cốc chứ còn các cụ nhịn. Tết thì ta phải chơi 5 cốc. Ê mà các cụ về xong nào mà đây không được lấy cái cốc thủy tinh cắm gạo đẻ xuống dưới này nữa. Ở trên bàn thờ rồi nên còn cắm thêm cốc gạo để vào cái mâm cơm các cụ nữa. Nhà vợ chồng người ông nào thế đi họp quốc hội thì người ta có bảo chúng mày cắm như thế không? Dạ. Nhiều lúc đấy bố mẹ cháu làm cho các cụ một mình. Thế sao này sống người ta ê sáu ăn sáu chết người ta phải ăn năm. Bây giờ cứ chơi sáu cái bát. Ê xong ấy sáu cái bát thì mình hai cái chén. Này em mới buồn cười khi này. Vâng. Cái về nhà này thân vâng cho cháu là tôn trọng hơn. Mình cứ mời bác bày đấy. Đây thì là một bàn ghế, đây là bàn thờ. Đây là bên là kia là cụ thì thương, cụ thì là về thì là đây. Anh em thì trong nhà cùng nhau cũng họ cho. Nó lúc cụ buồn lắm. Về thấy anh em nhà của các con cái không đoàn kết cũng đau lòng chứ. Bây giờ đây con cái cháu chắc đi là sống. Ta gặp đây các cụ ngoại là con ta bảo vâng. Đất là cái gì cụ các cụ bảo chúng tôi có cho cháu là 240 mét đất. Tôi bảo các cụ nhà tôi chán lắm. Con cái thì lục lục các cháu như thế này tôi nghĩ gì đến đất. Vâng lẽ thôi cứ để anh hưởng hết cho các ông các cả đến kia. Cũng chả cần còn cho bao nhiêu cho cũng thôi. Chứ giờ cho cái đất trong anh em trong nhà lục lục cháu tôi chả đâu còn đâu. Đấy cháu chán lắm đây ê vợ chồng cháu ạ. Vâng. Chàng chán không muốn nói nè. Trong nhà ấy giờ đi coi mấy đứa cháu hai đứa cháu bây giờ mà cháu mày ăn ít thôi bảo con gái ăn vừa vừa thôi ăn béo trông cứ chung cha chung chín nha. Bây giờ thì khó vì con khó vì cháu. Thế nên là thôi giờ cũng chết rồi cũng chả cần gì đâu. Bây giờ các cháu lớn rồi cũng chỉ mong sao nè con cái gia đình nhà mình ấm êm với này chắc đi lấy chồng để cho cụ phân khả tí. Còn thế về đây bảo với thằng ê quý là thôi vợ chồng ở được với nhau là cái tốt mà không ở ấy không là quyền cho cụ không có tham gia sâu tham gia nó bảo thì các cháu bây giờ thương thì thương mà ở với nhau thì vất vả không bảo được vợ thì cũng này khó khó nó bao năm đẹp dai mà ngợi thì xong rồi. Dạ, thương bố, thương mẹ. Ủa, thế còn bên nhà mình thì để bàn thờ với bàn thờ thế được chưa bố? Chưa. Thờ vừa thôi. Đừng có thờ lắm. Mà thờ ấy ba bát thôi. Không phải bên bên nhà... Bên nhà nội, nhà ngoại đều thờ không ra gì. Mà về các vương, các cụ ấy. Thì là về đi. Thỉnh mà các cụ thì về đi. Thỉnh các cụ thì con lại ra tiền tiền tấu trước đi. Vâng. Xong rồi đây thế này đây các tay bà cô ông anh sau tổ công tổ địa phải phân trước. Vâng. Cứ nhớ cụ nào phân cụ đấy. Vâng. Nhớ lọ phân lọ nhớ ngoại phân ngoại. Vâng. Thế là cũng phải đi học lọ học kia cũng vợ chồng mà. Vâng. Còn đặc biệt bên ngoại nhà mày là tao không thân ra sâu. Vâng. Thế còn đây chẳng là ê quý ấy, cụ bảo cháu bây giờ ở ấy không quyền các cháu chứ cụ không tham gia sâu quý ạ. Nghe thì không cháu. Đây vợ chồng con mớm rồi bây giờ các con tự lực gánh sinh. Còn bây giờ bố mẹ con cũng ấy chưa xin một con đồng nào đâu. Cụ cũng chưa xin con đồng nào. Mà ấy cũng kê bây giờ chỉ mong các con à. Vợ chồng con ở ấy không quyền chứ còn nó có bao giờ nó tôn trọng bố cháu đâu. Không có bao giờ nó tôn trọng cụ đâu. Nó ví dụ như là tôn trọng hay nếu nó tôn trọng thì nó phải bố ơi chân bố đỡ chưa mẹ ơi tình hình như thế nào thế này thế kia giá nói làm gì thế làm chung thế nào chỗ bạn ấy có con ấy thằng mày ấy thế còn bây giờ cụ có tính là còn chỗ vợ mày đỡ hay không quyền còn cụ không tham gia còn cháu sai đừng cãi bố cãi mẹ nữa chứ bố mẹ cháu khổ tâm lắm. Bây giờ đây nói con cứ cãi này giờ đây con có cái rồi bây giờ vợ con đây đối xử với nhau mình như thế nào
thì con phải tự biết rồi. Bao đêm lúc bé thì mình chi cái gì tốt đẹp nhất là dành hết cho hai đứa con, cái gì ngon ngọt ngào là cho con hết. Thế mà lớn lên là các con này cứ cãi lại đấy, vì tình yêu của con cãi lại bố con đấy. Thế đâm nên nhiều lúc cũng buồn lắm. Thế nên là bố con bây giờ đây già rồi chỉ mong thế nên là buồn lắm. Thế nên là thôi thì là con lớn rồi thì con thương bố thương mẹ thì đừng để cho bố mẹ con buồn nữa. Con ở hay bỏ hay không là quyền của cháu chứ cụ không bao giờ tham gia. Đấy cháu lớn rồi, cháu cao to đẹp trai ngời ngợi, nhưng mà cháu có bao giờ hiểu được đâu. Còn bàn thờ nhà mình ấy, mẹ cháu à này ấy, cứ à, mua cái hương cắm ở lỗ người ta để nguyên ở cái lắm xong ta để lỏng xuống ta đến đâu giúp bên đây nó không hả hơn, cứ bỏ ra cắm ống với cắm yên mới không được hoa xả nữa. Nghe gì chưa? Bên nội bên ngoại nhà mày toàn đi mua hoa xả để cắm thôi. Ê tài chứ nè, toàn đi các cái hoa hàng mã, cái hàng vải ấy. Biết cái gì? Còn đây phòng thờ nhà mình đây thì cái chỗ này là nhà mày bắn ra to, bắn bằng kính. Ở dìa tường ấy. Thì thôi tường mà đi lên được cầu thang ấy. Vậy là cái kính. Mà lâu mà lên thì cũng cứ bắn cái đấy. Vâng. Chắn vào đấy là được. Chắn cũng bình thường. Nhưng mà bàn thờ nhà mình chúng mày thờ cũng không đẹp. Vâng. Chúng mày thờ cũng mày xấu, bên nơi lậu ấy. Vâng. Thờ cũng xấu, thờ không mà cũng bố mẹ mày. Mẹ mày cứ mua vật phẩm Tết là bút vào cái chỗ các cụ. Khổ thế chứ này. Mà được cái là mẹ mày cũng tốt. Toàn mua hoa xả về thờ. Các cụ thầy nào ai ta bảo mình thờ hoa xả, mình cứ thích thờ hoa xả chứ cơ thầy nào người ta bảo thờ hoa xả. Thế nên bố mẹ cháu cứ thích thờ sao mà thờ bát hương đây mà Tết viết đây các con với cháu trang điểm đấy, muốn đây mua cây đào ê cành đào khắc lên bàn thờ các cụ thôi. Còn đây là về nhà về cửa mua cho ai điện đó cứ trang lẽ cả làm trước cửa của cụ. Phật thủ ăn đéo ăn được, cứ mua mua lắm Phật thủ thế như này nằm đéo lòng thấy Phật thủ cay mà mổ có được núi nào đâu mổ thế. Ai nào mày xuống đây tao toan Phật thủ mày xem cay mổ bố đi được ăn được đâu con bỏ. Thế nên tôi nghe là cụ thương bố thương mẹ không cãi nặng nữa. Thế ra hôm nay là thương bố thương mẹ còn vợ chồng ở với nhau thì phải nghĩ kỹ ở nhau thế nào, nuôi con phải về xin lỗi bố mẹ ạ. Xong ông bà thì vợ chồng ấy bảo nhau làm ăn. Và bây giờ là cụ đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ thế này. Giờ con bỏ nhau thì chắc nó khó. Mà đấy không thay tâm hồn tính thì ở cũng khó. Mà đấy về thì nó chẳng bao giờ nói chuyện với bố cháu một câu. Còn dâu rồi dâu gọi là bây giờ gọi là tây dân, không gọi là dâu tây. Dâu tây chứ không gọi là dâu con nữa rồi. Cái ngày xưa các ê ơi lấy thì lấy được cái đấy ngày xưa, cái ngày xưa mày đòi lấy chứ cụ nào bắt ép mày cưới, mày tự mày đòi lấy đấy khổ chưa, tự cháu đòi cưới tự cháu đòi lấy xong mà tự cháu đòi bỏ đấy. Bây giờ đây lấy thì vẫn lấy được nhưng mà lại lấy phải cái con mà lại giống với con vợ cũ thì tao cũng chết. Ê, bây giờ cái thằng cu thì bây giờ làm thế nào? Thì mày nuôi thì bây giờ sẽ nuôi được, các cụ sẽ phải đi làm có công việc ổn định nè. Là ấy, về nhà về cửa là nhà nước người ta sẽ cho nuôi. Ô mày bây giờ cái khổ chưa? Ô mày, sao mày đẹp trai ngời ngời ấy? Trông như sĩ điều ấy mà lại sao lại ê ngu người gái đấy. Nếu mày nghe bố mẹ mày nghe từ đầu thì đâu biết nỗi khổ như thế này. Bây giờ bên lỗi bây giờ đây tan đàn sẻ nghe nói thì bảo ra thì mà bố mẹ không biết gì hết nhưng mà các cháu có hiểu sâu xa đâu.
bố mẹ no cho mình đâu. Ở còn đây ở không quyền chúng mày. Và nếu bỏ thì lấy cụ sẽ cố gắng lấy thằng cụ về để cho ông bà chăm. Nếu còn đây ở không quyền, còn bây giờ tao đang no này cho con Hà nó lấy chồng 28 đấy. Con Hà 28 không còn gì, đang ốm vừa rồi ốm bị hút thuốc đấy. Hỏi nhân đi, nhân đi không ảnh hưởng gì hết. Có lo có ui gì đâu mà xa. Uống là đây thuốc lá, thuốc lam, thuốc teo mà. Nên là ấy, nó có ung thư gì đâu mà xa. Bảo nó cứ uống đi để phụ cho khỏi. Này bắt nó về rồi con. Đấy, tao tìm. Tao tìm cái đứa nào nó tử tế, nếu mà không hợp với nhau tao tìm tử tế. Vâng. Bây giờ cụ cũng bắt nó về nhà là con. Theo con bé này đấy thì lấy chồng cũng được. Trong hiện này con bé lấy chồng cũng mỏng mày ai à. Cũng nhanh mồm. Nhưng mà con bé ấy thì ấy, chả biết nó có thật lòng không. Nhưng trong mặt mũi nó thì sang sủa. Trông thì nhanh mồm, nhanh miệng. Nó không đi làm. Với lại còn phải để xem á. Chứ tôi còn thương chắc lắm. Bây giờ thì thằng bé nó tương thú. Một ngày một lớn về nhà mình thì chắc. Chẳng. Tôi thì đứa trẻ khổ, khổ đứa trẻ thôi. Đứa con vợ chồng về đi. Thì lưu nhà một khoai là từ tay trở đi là bên mộng bên ngoại trách nhiệm như thế là phải thế làm. Thế còn cái về thì là cái chỗ mà thờ tổ tiên đây là không được thờ cũng phải lung tung bằng hoa giả. Hoa giả đã xuống mang ra sông thả. Thế còn cái về thì hoa tư quả tốt ấy, mình phải đặt cái bát hương ấy lên đấy để hoa quả về đằng trước về đây. Vâng vâng. Đặt toàn đặt ở rìa này. Vâng. Thế nên là đặt ở giữa ấy. Vâng. Gọi là hương hoa trà của hát mà. Vâng. Không được để nước ở trên nóc cái chỗ bộ đỉnh đầm nữa. Vâng. Bên nội bên ngoại thì không được để. Bia lần sau cũng không được để cao thế. Vâng. Mà lần sau phải đổ bia. Vâng. Không làm nội nữa đâu. Vâng. Chứ có thấy năm nào thay đổi bia chỉ hạt nội. Vâng. Cũng đó thấy ăn được ngon cái gì. Mày cứ thưởng thức ăn đi kem xem có ngon. Hay là cái bên kia nhà bị thái như này đi. Đi thay đổi đó, cứ kem đi. Mày này nọ kia xem nào. Cứ ăn mà của Hà Nội mới rẻ gì hết. Không phải đâu ạ. Tưởng là tôi uống hay bia uống bia Hà Nội lúc sống. Sống Hà Nội vậy tao uống bia hơi vậy tao uống gì cái bia ấy. À, đó ngon lắm. Vâng. Thế còn anh về đây, tôi chưa bia thì cho anh uống đấy. Cho hút anh tăng lên. Không phải, con bỏ bia rồi, con không uống rồi. Trước cái bia tầm tỏ đi. Vâng, lâu rồi không uống rồi. Còn may mắn là hôm ấy ta đi, ta cũng đủ cho cháu đi khám. Bác sĩ giáo sư tiến sĩ này may cho cháu nó này là, ê, nó chỉ là cái nhân thôi. Chứ nếu nó là khu uống đấy thì chết. Thôi thì cứ yên chí, hai vợ chồng cứ yên tâm. Còn tiền bạc cứ cho vay thì tao đòi cho. Thế còn hai vợ chồng thì khuyên cho cháu. Còn đấy sang năm thì tao lấy chồng cho chắc. Cứ năm nay 28 kim lâu cũng lấy được. Sang năm thì tao tổ chức cho toàn 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 toàn. Được rồi. Được rồi, tôi sẽ bán. Vâng. Thế thôi, chào cô. Vâng, chào cô. Chào cô. Thế thôi, cùng người ta. Vâng ạ. 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 Đã trong chúng ta có ký cho đồng bào được ạ. Thế là chứ nó về cũng mang mấy năm rồi. Thế nhưng mà anh em trong nhà có ai nhất trí đâu.
Vâng. Lên đi làm chi thôi. Vâng, vâng. Lên lên. Con để tôi làm chỗ. Tôi biết rồi. Tôi vẫn giữ. Tôi chào các cô. Dạ, chào cô ạ.